Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đăng móc của chị Hemet. Thì ở bài ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách móc một cái chậu hoa mini để bàn rất là dễ thương như thế này. Ở đây mình đã móc sẵn hai cái mẫu chậu với hai cái kiểu hoa khác nhau để cho mọi người dễ hình dung về cái bài hướng dẫn này nha. Đây là chậu cỏ may mắn này. Về cái mẫu cỏ may mắn này mình đã hướng dẫn ở bài trước đó rồi, nên bạn nào muốn móc cái chậu cỏ may mắn này á, thì mọi người sẽ coi ở bài hướng dẫn trước cho mình nha. Và đây là chậu hoa hồng với một cái bông hoa to như thế này và một cái nụ hoa nhỏ kế bên nha. Ở dưới có cái phần lá ở đây. Và hai cái mẫu chậu này là cách móc giống nhau, mình chỉ đổi cái màu len đi thôi nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau móc cái mẫu chậu hoa mini này nha. Ở đây mình sẽ sử dụng len miêu cô tông để móc cái mẫu chậu này nha. Và kim móc mình sử dụng là kim móc 2.5mm. Thì đầu tiên mình sẽ khởi tạo vòng tròn ma thuật với 6 cái mũi đơn. Mình sẽ quấn một vòng len trên ngón tay ở đây. Lấy cái vòng len này ra, sau đó thì các bạn sẽ đâm kim vào cái vòng len này và kéo cái sợi dây len dài qua cái vòng móc này. Đầu tiên thì mình sẽ lên một mũi bính. Mình sẽ móc vào cái vòng tròn vừa tạo ở đây là 6 cái mũi đơn. Thì mình sẽ sử dụng mũi đơn chữ X nha mọi người. 1 2 3 4 5 6. Sau đó thì các bạn sẽ dùng sợi dây ngắn và rút chặt cái vòng tròn này lại cho mình. Tiếp theo các bạn sẽ đâm kim vào đầu cái mũi đơn đầu tiên. Thì đây là đầu cái mũi đơn đầu tiên nè. Và các bạn sẽ móc cho mình một mũi trượt vào cái mũi đơn này. Vậy là mình đã xong cái vòng móc đầu tiên của phần chậu rồi nha. Bây giờ mình sẽ móc cái vòng móc thứ hai. Đầu tiên mình cũng sẽ lên một mũi bính, đâm kim vào chân móc đầu tiên ở đây và móc hai mũi đơn. Tiếp tục đâm kim vào 5 chân móc còn lại và mỗi chân móc như vậy thì mình sẽ móc hai mũi đơn. Các bạn lưu ý là những cái mũi đơn này mình đều sử dụng mũi đơn chữ X nha. Vậy là mình đã có 6 cái mũi tăng trên cái vòng móc thứ hai này và số chân móc trên cái vòng móc thứ hai này là 16 chân móc nha mọi người. Sau đó thì mình sẽ đâm kim vào đầu cái mũi chân móc đầu tiên. Đầu cái mũi đơn đầu tiên và móc một mũi trượt vào đầu này, mũi đơn này nha. Vậy là mình đã xong cái vòng móc thứ hai. Ở vòng móc thứ ba, các bạn cũng sẽ lên cho mình một mũi bính. Đâm kim vào chân móc đầu tiên và móc một mũi đơn. Ở chân móc thứ hai thì mình sẽ móc một mũi tăng. Mũi tăng là hai mũi đơn chung một chân móc. 1 2. Tiếp theo các bạn sẽ lặp lại một đơn một tăng như vậy cho đến hết cái vòng móc này nha. Sau khi móc tới cuối cái vòng móc thứ ba, mình cũng như những vòng móc trước đó là đâm kim vào đầu cái mũi đơn đầu tiên trên cái vòng móc này và móc một mũi trượt. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái vòng móc thứ ba. Ở vòng móc thứ tư các bạn cũng lên cho mình một cái mũi bính. Thì ở vòng này chúng ta sẽ móc là hai đơn một tăng. Thì hai cái mũi đơn đầu tiên mình sẽ chia ra một mũi đơn ở đầu hàng và một mũi đơn ở cuối cái vòng móc này nha mọi người. Thì ở đây mình sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên và móc một mũi đơn nè. Ở chân móc thứ hai thì mình sẽ móc một mũi tăng là hai mũi đơn trong một chân móc. Hai chân móc tiếp theo thì mình sẽ móc là hai cái mũi đơn. 1 2. Tiếp tục ở chân móc tiếp theo thì mình sẽ móc một mũi tăng, hai mũi đơn chung một chân móc ở đây. Và bây giờ thì mình sẽ lặp lại cái cụm là hai đơn một tăng này cho đến hết vòng. Thì cuối vòng này nó sẽ còn như một mũi đơn. Mũi đơn của cái cụm đầu tiên thì mình đã chia ra làm hai rồi á, nên là nó sẽ có một mũi đơn ở đầu vòng và một mũi đơn nó sẽ nằm ở cuối vòng móc này nha mọi người. Sau khi mình móc tới chân móc cuối cùng trên cái vòng móc thứ tư thì mình cũng sẽ đâm kim vào đầu mũi đơn đầu tiên và móc vào đây một cái mũi trượt để kết thúc cái vòng móc thứ tư. Ở cái vòng móc thứ năm thì các bạn cũng sẽ lên cho mình một mũi bính. Và ở đây thì mình sẽ móc là ba đơn một tăng
tức là ba chân móc đầu tiên nè, mình sẽ móc một mũi đơn nè. Đây là chân móc đầu tiên. Chân móc thứ hai một mũi đơn. Chân móc thứ ba một mũi đơn. Và chân móc thứ tư móc hai mũi đơn vào đây. Và bây giờ tiếp theo thì các bạn sẽ lặp lại cái cụm ba đơn một tăng này cho mình đến hết vòng nha. Sau khi móc tới chân móc cuối cùng trên cái vòng móc thứ năm thì các bạn cũng sẽ đâm kim vào đầu cái chân móc đầu tiên và móc vào đây cho mình một mũi trượt vào chân móc này. Vậy là mình đã xong phần đáy chậu rồi nha. Bây giờ mình sẽ lên cái phần thân chậu. Ở đây mình sẽ lên một mũi đơn. Sorry, lên một mũi bính. Thì ở chân móc đầu tiên ở đây mình sẽ đâm vào chân móc phía trên. Thì ở đây nó sẽ có là hai cái sợi len như thế này. Mình sẽ đâm vào cái chân phía trên của mỗi chân móc nha. Đây nè, đây là chân móc phía trên này nha mọi người. Thì ở vòng móc này mình sẽ đâm kim toàn bộ vào chân móc phía trên của mỗi chân móc và mỗi chân móc như vậy là một cái mũi đơn. Và mình sẽ lặp lại cái thao tác này cho đến hết cái vòng móc này. Mình sẽ gọi đây là vòng móc thứ nhất của phần thân trên nha mọi người. Sau khi mình móc xong vòng móc đầu tiên của phần thân trên thì mình sẽ đâm kim vào đầu cái mũi đơn đầu tiên và móc vào đây một cái mũi trượt vào cái chân móc này để kết thúc cái vòng móc đầu tiên. Ở cái vòng móc thứ hai mình sẽ lên một mũi bính, đâm kim vào chân móc đầu tiên. Thì ở vòng móc này mình sẽ đâm kim như bình thường nhé, đâm kim xuyên qua hai chân móc của mỗi chân móc này, hai sợi len của mỗi chân móc luôn á. Thì mình sẽ móc vào đây một cái mũi đơn. Sau đó thì mình sẽ lần lượt móc mỗi chân móc là một mũi đơn cho tới hết cái vòng móc này nha. Sau khi mình móc xong hàng móc thứ hai của phần thân trên thì hàng móc thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy các bạn móc hoàn toàn giống như hàng móc số 2. Và đây là sau khi mình móc xong cái hàng móc số 7 thì mình đã được một phần thân trên của chậu như thế này. Ở hàng móc số 8 thì mình sẽ lên hai mũi bính nha. 1 2. Thì ở đây mình sẽ móc vào chân móc phía ngoài của mỗi chân móc. Thì đây nè, mỗi chân móc nó sẽ có sợi len phía trong và sợi một sợi len phía ngoài như thế này. Là mình sẽ gọi nó là chân trong và chân ngoài. Thì ở cái vòng móc thứ 8 này mình sẽ móc vào chân móc phía ngoài của mỗi chân móc ở đây một mũi nửa kép nha. 1 2. Thì mình sẽ đâm kim vào chân móc phía ngoài và chừa chân móc phía trong lại nha. Đó, mình sẽ lần lượt móc như vậy và móc cho đến hết vòng. Thì vòng móc này mình sẽ có hoàn toàn là những cái mũi nửa kép như thế này nha mọi người. Khi mình móc tới cái mũi nửa kép cuối cùng trên cái vòng móc thứ 8 này thì mình sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, đầu cái mũi nửa kép đầu tiên nha. Sau đó thì mình sẽ kéo một cái mũi trượt qua cái chân móc này và qua luôn cái chân móc trên kim. Sau đó thì mình sẽ rút cắt sợi và rút lên. Khi mình rút lên như vậy rồi thì mình sẽ đâm kim từ phía mặt trái của cái chân móc cuối cùng này qua đây. Sau đó thì mình sẽ rút cái phần sợi này vào phía trong mặt trái ở đây nha. Tiếp theo thì mình sẽ giấu cái phần sợi cuối cùng này đi. Thì mình sẽ dùng kim khâu len để giấu sợi nha mọi người. Thì đây nè, đây là khi phần sợi mình đã đưa vào phía trong rồi nè. Thì mình sẽ đâm kim xuống phía dưới này. Xuống dưới phần thân dưới phía dưới này nha. Dưới phần 8 cái mũi đơn của phần thân trên á thì mình sẽ giấu xen kẽ cái sợi len dư này trong những cái mũi đơn phía dưới này. Và các bạn sẽ đâm kim và giấu xen kẽ ở đây. Thì ở đây các bạn cũng không cần cắt cái phần len thừa này đi đâu, tại vì cái phần len thừa này á, khi chúng ta để vào cái mặt trái phía trong á, lát nữa chúng ta bỏ bông vào á, thì nó sẽ khúc đi nên không cần phải cắt cũng được.
Ở đây thì mình sẽ bẻ ngược cái mũi, cái hàng mũi nửa kép ở trên này nè, bẻ ngược ra phía ngoài như vậy nè. Bây giờ thì mình sẽ móc cái viền màu trắng, cái viền đi một viền mũi đơn màu trắng họa tiết ở trên cái phần thân trên của chậu ở đây nha. Mình sẽ sử dụng sợi màu trắng, len màu trắng đâm kim vào chân móc bất kỳ trên cái dòng móc hàng nửa kép, cũng là dòng móc số 8 trên cái phần thân trên của chậu ở đây. Mình sẽ đưa cái phần len màu trắng vào vị trí này. Sau đó thì các bạn sẽ lên cho mình 3 mũi bính. 1 2 3. Tiếp tục đâm kim vào chân móc này và móc một mũi đơn. Sau đó thì mình sẽ có một cái phần len thừa phía dưới ở đây. Thì trong quá trình mình móc các mũi tiếp theo thì mình sẽ kẹp theo cái phần len thừa này để giấu luôn cái phần len thừa này đi nha. Ở đây mình sẽ bỏ qua một chân móc, móc vào chân móc tiếp theo và móc một mũi đơn vào chân móc này. Sau đó thì mình sẽ lên 2 mũi bính, tiếp tục đâm kim vào chân móc này và móc một mũi đơn vào đây. Tiếp tục bỏ qua một chân móc, đâm kim một vào chân móc tiếp theo và móc một mũi đơn. Lên 2 mũi bính, đâm kim vào chân móc này và móc một mũi đơn vào đây. Đó, bây giờ chúng ta chỉ cần lặp lại cái thao tác này cho đến hết cái vòng móc này thôi nha mọi người. Khi móc tới cùng họa tiết cuối cùng thì mình sẽ đâm kim vào cái mũi bính đầu tiên. Thì đây nó sẽ có 3 cái mũi bính nè. Mình sẽ đâm kim vào cái mũi bính đầu tiên ở đây. Và móc một mũi trượt vào cái mũi bính này. Sau đó mình sẽ lấy sợi kéo qua một chân móc trên kim và cắt sợi nha mọi người. Tiếp theo thì mình sẽ giấu phần sợi cuối cùng này đi. Mình sẽ dùng kim khâu len để giấu nha. Mình sẽ quay xuống mặt phía dưới của phần chậu ở đây, đâm kim xuống phía chân móc ở vị trí này. Sau đó thì mình sẽ luồn cái phần sợi này đi theo những mũi đơn của cái hàng màu trắng ở đây nha. Đây mình sẽ đâm kim vào đây. Sau đó thì mình sẽ cắt cái phần sợi còn thừa đi. Đó, vậy là mình đã xong một cái phần thân trên, một cái phần chậu hoa như thế này. Để móc cái phần đất phía trên á thì các bạn sẽ móc hoàn toàn giống như cái phần đáy chậu nha. Mình cũng sẽ móc là 5 hàng móc, 1, 2, 3, 4, 5. Và móc giống hoàn toàn với cái phần đáy chậu cho mình. Ở đây có một lưu ý nhỏ cho mọi người, khi mọi người móc xong cái phần phía trên này của chậu hoa nha, thì khi móc xong cái phần nắp như vậy, chúng ta sẽ chừa một cái đoạn dây len khá là dài một xíu để lát nữa chúng ta sẽ khâu vào phần thân dưới của phần chậu hoa ở đây. Sau khi móc xong phần chậu rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái bông hoa hồng phía trên. Thì đây là hai cái bông hoa hồng, một cái là nụ và một cái là bông hoa đã nở ra như thế này. Thì cách móc của hai cái này là giống nhau, chỉ có là cái dãy bính đầu tiên khởi tạo thì nó sẽ khác nhau nha. Với cái phần nụ hoa này mình sẽ khởi tạo 13 mũi bính. Phần bông hoa phía trên mình sẽ khởi tạo 23 mũi bính. Thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách móc cái nụ hoa. Thì từ cái nụ hoa này các bạn sẽ suy ra và móc cái dãy bính nhiều hơn, móc số nhiều cánh hoa hơn thì nó sẽ ra cái bông hoa lớn ở phía trên này nha mọi người. Ở đây thì mình sẽ khởi tạo cái dãy bính đầu tiên gồm có là 13 cái mũi bính. Ở đây mình sẽ sử dụng len màu hồng nha. Mình sẽ móc 13 mũi bính nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Sau đó thì mình sẽ lên cái mũi bính thứ 14. Các bạn sẽ đâm kim, quay ngược lại đâm kim vào cái mũi bính thứ 13 và móc một mũi đơn vào mũi bính này.
Sau đó thì còn 12 mũi bính còn lại thì mình sẽ móc mỗi mũi bính như vậy là một cái mũi đơn. Khi mình móc xong hàng móc đầu tiên thì mình sẽ có 13 mũi đơn như thế này. Bây giờ mình sẽ lên hàng móc thứ hai. Chúng ta sẽ quay ngược đầu móc lại và móc lên 3 mũi bính. Thì đây mình sẽ tính nó là mũi kép đơn đầu tiên của cái hàng móc số 2 này. Sau đó thì mình sẽ đâm kim tiếp tục vào chân móc đầu tiên và móc vào đây là hai cái mũi kép đơn. 1 2. Sau đó các bạn sẽ lên một mũi bính. Ở dưới này các bạn sẽ bỏ qua một chân móc và móc vào chân móc tiếp theo 3 mũi kép đơn. 1 2 3. Sau đó lên một mũi bính, bỏ qua một chân móc và móc vào chân móc tiếp theo 3 mũi kép đơn. Thì đến cái thao tác này nó sẽ giống hoàn toàn với thao tác trước đó luôn nha mọi người. Và tiếp theo thì các bạn chỉ cần lặp lại cái thao tác này cho đến hết cái dòng móc này thôi nha. Sau khi móc tới cuối dòng móc thứ hai thì mình sẽ có một cái phần móc như thế này. Bây giờ mình sẽ móc cái dòng móc thứ ba, cũng là dòng móc cuối cùng của phần bông hoa này. Mình sẽ quay ngược dòng móc lại và lên hai mũi bính. Đâm kim vào chân móc đầu tiên ở đây và móc một mũi kép đơn. Ở chân móc thứ hai, móc hai mũi kép đơn vào chân móc này. 1 2. Ở chân móc thứ ba, móc một mũi kép đơn vào đây. Tiếp theo mình sẽ lên hai mũi bính. Đâm kim vào mũi bính ở giữa. Tiếp theo ở đây thì đây tiếp theo đây là một cái mũi bính ở giữa nối với cái cụm họa tiết tiếp theo mọi người. Mình sẽ đâm kim vào mũi bính này và móc một mũi trượt vào đây. Sau đó mình sẽ lên hai mũi bính. Đâm kim vào chân móc tiếp theo và móc một mũi kép đơn. Tiếp tục đâm kim vào chân móc tiếp theo và móc hai mũi kép đơn vào chân móc này. Tiếp tục đâm kim vào chân móc tiếp theo và móc một mũi kép đơn. Sau đó mình sẽ lên hai mũi bính và trượt một mũi trượt vào cái mũi bính tiếp theo trên cái dãy móc này. Vậy là mình đã xong cánh hoa thứ hai. Thì cánh hoa thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy các bạn sẽ móc hoàn toàn giống như cánh hoa thứ hai nha. Mình sẽ gặp lại mọi người sau khi mọi người móc xong cánh hoa thứ bảy nha. Ở cánh hoa cuối cùng thì cái mũi kép đơn cuối cùng các bạn có một lưu ý giùm mình là mũi kép đơn này nó sẽ nằm trên cái mũi bính thứ ba của ba cái mũi bính đầu tiên của dòng móc số 2 trước đó. Thì ba cái mũi bính đầu tiên á, mình tính nó là một mũi kép đơn á mọi người. Nên là mình sẽ đâm kim vào cái mũi bính thứ ba của ba cái mũi bính này và móc vào đây là một mũi kép đơn. Sau đó thì mình cũng sẽ lên hai mũi bính, đâm kim tiếp tục vào cái vị trí này và móc một cái mũi trượt để kết thúc cái dòng móc này. Thì ở đây mình đã xong được 7 cái cánh hoa nè, 1 2 3 4 5 6 7. Thì ở đây các bạn sẽ cắt cho mình dư một cái đoạn len dài một xíu nha. Mình sẽ cắt dài một xíu nè. Đây. Sau đó thì mình sẽ rút cái phần len này lên luôn. Mình sẽ cột cái đầu len cuối và cái đầu len đầu tiên lại với nhau. Như vậy. Tiếp theo thì các bạn sẽ dùng kim khâu len. Các bạn sẽ cuộn hoa và dùng kim khâu len để khâu. Thì cách cuộn thì mình sẽ cuộn từ mặt các mình sẽ cuộn mặt trái vào trong nha. Thì đây là mặt trái nè, đây là mặt phải nè. Thì đây mình sẽ cuộn mặt trái vào trong, mình sẽ cuộn như thế này. Đó, mình sẽ cuộn mặt trái vào trong như thế này thì mình đã tạo được một cái phần nụ hoa như thế này. Bây giờ mình sẽ dùng kim để khâu.
thì các bạn sẽ quay ngược phía dưới cái phần đáy của bông hoa đây, các bạn sẽ đâm kim xuyên qua cái phần đầu của bông hoa đây nè để khâu lại nhé. Và khi mà các bạn thấy cái phần hoa này nó được chắc chắn rồi á, thì các bạn sẽ thắt một cái phần nút ở phía dưới này. Xỏ qua một cái chân móc bất kỳ và quấn một cái vòng len trên kim móc ở đây. Kim khâu nha. Kéo qua để thắt một cái phần nút lại, sau đó thì các bạn sẽ cắt len đi. Đó, vậy là mình đã xong cái phần nụ hoa như thế này nha mọi người. Bây giờ mình sẽ móc cái phần đài hoa phía dưới nha. Cái bông hoa to thì các bạn cũng sẽ móc tương tự giống cái phần nụ hoa, nhưng mà số bánh khởi tạo ban đầu của cái bông hoa to là 23 mũi bánh nha mọi người. Để móc phần đài hoa, mình sẽ khởi tạo vòng tròn ma thuật với 10 mũi đơn nha. Ở đây mình sẽ quấn một vòng len trên ngón tay, sau đó thì mình sẽ đâm kim qua cái vòng len này, lấy cái phần sợi len dài qua cái vòng len này. Tiếp theo thì mình sẽ lên một mũi bính. Mình sẽ đâm kim vào đây và móc 10 cái mũi đơn. Một, hai, ba, bốn, năm, 6, 7, 8, 9, 10. Sau đó thì mình sẽ rút cái vòng tròn này lại. Tiếp theo các bạn sẽ đâm kim vào đầu cái mũi đơn đầu tiên ở đây và móc cho mình một mũi trượt vào cái mũi đơn này, vào chân móc này. Vậy là mình đã xong cái vòng móc đầu tiên với 10 cái mũi đơn như thế này. Bây giờ mình sẽ lên 6 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Các bạn sẽ đâm kim quay ngược lại, đâm kim vào mũi bính thứ 5 và móc một mũi trượt vào cái mũi bính này. Tiếp theo, các bạn sẽ đâm kim vào cái mũi bính tiếp theo và móc một mũi đơn. Tiếp tục đâm kim vào mũi bính tiếp theo nữa và móc một mũi nửa kép. Sau đó thì mình sẽ còn hai cái mũi bính cuối cùng. Thì ở mũi bính này, mình sẽ đâm kim vào đây và móc một mũi kép đơn. Tiếp tục đâm kim vào cái mũi bính tiếp theo và móc một mũi kép đơn. Sau đó thì mình sẽ bỏ qua chân móc đầu tiên, chân móc thứ hai và đâm kim vào chân móc thứ ba và móc một mũi trượt vào chân móc này. Vậy là mình đã xong được một cái cánh đầu tiên của cái phần đài hoa. Bây giờ mình sẽ móc cái cánh tiếp theo. Mình cũng sẽ lên 6 mũi bính. 4, 5, 6. Quay ngược lại, đâm kim vào cái mũi bính thứ 5, móc một mũi trượt. Đến đây thì mình sẽ lặp lại giống như là cái cánh đầu tiên của phần đài hoa. Và mình sẽ móc lặp lại cái thao tác này cho đến khi mình móc xong cái đài hoa ở đây nha mọi người. Thì khi mà móc tới cuối hàng thì mình cũng sẽ bỏ qua một chân móc và móc vào chân móc tiếp theo một mũi trượt vậy đó. Khi mình móc xong cánh cuối cùng thì mình sẽ đâm kim vào cái mũi trượt. Đây mình sẽ bỏ qua một chân móc nè và đâm kim vào cái mũi trượt ở đây. Chân móc tiếp theo cũng là cái mũi trượt của cái vòng móc số 1 trước đó nè. Mình sẽ kéo một mũi trượt qua cái chân móc này. Sau đó thì mình sẽ cắt len. Kéo cái sợi len này lên. Tiếp tục quay ngược lại phía bên mặt trái, đâm kim lên chân móc này
và kéo cái sợi len dư này xuống phía mặt trái của phần tài hoa. Tiếp theo mình sẽ cột sợi len cuối cùng và sợi len đầu tiên lại với nhau. Sau đó thì mình sẽ cắt những cái phần len thừa này đi nha. Đó, vậy là mình đã xong một cái phần đài hoa như thế này. Ở đây thì mình sẽ móc hai cái đài hoa như thế này, tại vì đây có hai bông hoa nên là mình sẽ móc hai cái nha. Móc xong phần đài hoa rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần lá hoa. Ở đây mình đã móc được một lá như thế này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách móc cái phần lá ở đây. Đầu tiên thì mình sẽ khởi tạo dãy bánh gồm có 70 bánh nha. Một, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Các bạn sẽ quay lại cái mũi bánh thứ 6, quay ngược lại đâm kim vào mũi bánh thứ 6 và móc vào mũi bánh này một mũi đơn. Tiếp tục đâm kim vào mũi bánh tiếp theo, móc vào đây một cái mũi đơn. Ở cái mũi bánh tiếp theo mình sẽ móc vào đây một mũi nửa kép. Tiếp tục mũi bánh tiếp theo móc một mũi kép đơn. Tiếp tục mũi bánh tiếp theo móc một mũi kép đơn. Và mình sẽ tới cái mũi bánh cuối cùng. Thì ở mũi bánh cuối cùng này mình sẽ móc vào đây là 3 mũi kép đơn. 1 2 3. Sau đó mình sẽ lên một mũi bánh. Mình sẽ đâm kim xuống phía dưới của cái hai cái mũi kép đơn này. Đây ở phía dưới nó sẽ có này, hai cái sợi ở đây nè, mình sẽ đâm kim vào giữa này, đâm xuyên qua phía bên này luôn và móc một mũi trượt vào đây, kéo lên chân móc ở trên kim luôn. Đó, mình sẽ móc một mũi trượt như vậy. Sau đó thì mình sẽ đâm kim vào tiếp tục vào chân móc này và móc 3 mũi kép đơn. 1 2 3. Ở hai chân móc tiếp theo thì phần này nó đối xứng nhau á, thì mình ở hai chân móc tiếp theo mình sẽ móc liên tục hai mũi kép đơn. 1 2. Chân móc tiếp theo móc mũi nửa kép. Hai chân móc còn lại mỗi chân móc là một mũi đơn. 1 2. Sau đó thì mình sẽ đâm kim vào đầu cái mũi đơn đầu tiên và móc một mũi trượt vào đây. Sau đó thì mình sẽ cắt len. Rút cái sợi này qua chân móc này. Đó, vậy là mình đã xong được một chiếc lá như thế này nha mọi người. Và mình sẽ móc hai chiếc lá giống nhau như thế này. Sau khi mình móc xong những bộ phận trên một cái chậu hoa rồi thì bây giờ mình sẽ ráp những cái bộ phận này lại với nhau thành một cái chậu hoa hoàn chỉnh. Bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái đoạn kẽm xi dài khoảng tầm từ 15 đến 20 cm. Và các bạn sẽ quay ngược cái đầu của bông hoa lại và đâm kim xuyên qua phía dưới như thế này. Và mình sẽ đâm xuyên qua như thế này nha mọi người. Sau đó thì mình sẽ gập đôi cái đoạn kẽm này lại. Các bạn sẽ quấn lại cho cái nó chặt lại nha. Đó. Các bạn sẽ làm tương tự với cái bông hoa lớn nha. Mình cũng sẽ đâm xuyên qua phía dưới và quấn lại như thế này. Tiếp theo thì mình sẽ cho cái phần đài hoa vào cái dưới cái bông hoa ở đây. Thì phần đài hoa thì mình sẽ đâm cái phần đâm giữa phần tâm của phần đài hoa này, cái mặt trái thì mình sẽ cho vào trong nha. Bây giờ mình sẽ dùng keo nén để dán. Thì mình sẽ xịt cái phần keo nén lên trên phần mặt trong của phần đài hoa ở đây. Các bạn sẽ đẩy lên nhẹ nhàng và dán lần lượt. Tiếp theo thì các bạn sẽ xịt cái phần keo nén lên trên những cái cánh trên cái phần đài hoa này để dán lên trên cái phần thân của bông hoa nha.
Thì sau khi mà các bạn dán xong cái phần hoa lớn rồi thì cái phần hoa nhỏ này này, cái phần nụ hoa thì các bạn cũng sẽ làm tương tự giống như mình vừa dán cái phần đài hoa vào cái cánh hoa lớn và cái phần bông hoa lớn ở đây. Sau khi mình gắn xong cái phần đài hoa ở hai bông hoa như thế này thì bây giờ mình sẽ quấn nha. Mình sẽ quấn cái phần thân. Thì ở đây mình sẽ giữ cái phần thân như thế này và mình sẽ quấn. Các bạn sẽ quấn cho mình chặt tay và lần lượt quấn xuống phía dưới. Ở đây sau khi mình quấn được khoảng tầm được 2/3 cái phần thân ở đây á, thì mình sẽ quấn cái phần lá nha. Mình sẽ đưa cái phần lá vào. Thì đây được khoảng 2/3 cái phần thân này. Mình sẽ đưa cái phần lá hoa vào đây. Mình sẽ đưa cái mặt phải lên trên, mặt trái xuống dưới nha mọi người. Như thế này. Sau đó thì mình sẽ tiếp tục quấn. Khi quấn tới vị trí gần cuối cái cành hoa đây thì mình sẽ giữ cái phần len như thế này. Vòng một vòng lên trên cái cọng kẽm như thế này để thắt một cái nút lại ở đây. Sau đó thì mình sẽ gập nhẹ. Mình sẽ gập nhẹ cái phần kẽm này lên. Bóp cho phần kẽm này, cái phần kẽm dư phía dưới này nó được chặt vào sát bên cái phần thân ở phía trên đây nha mọi người. Sau đó thì mình sẽ cắt cái phần len thừa đi nha. Vậy là mình đã xong quấn xong một cái cành hoa đầu tiên. Bây giờ mình sẽ tiếp tục quấn cái cành hoa thứ hai và cách quấn hoàn toàn tương tự giống như là cách quấn cái cành hoa đầu tiên nha. Ở đây khi mình quấn được khoảng 1/2 cái cành hoa thứ hai này thì mình sẽ ráp vào, thì mình sẽ ráp cái cành hoa thứ hai nó sẽ thấp hơn cành hoa đầu tiên một xíu như thế này nè. Đó, nó sẽ chênh nhau một xíu như thế này nha mọi người. Sau đó thì mọi người sẽ quấn hai cành này lại với nhau luôn. Tiếp theo mọi người sẽ quấn liền hai cái cành hoa thứ nhất và thứ hai lại với nhau. Và lần lượt quấn cái phần len này cho đến hết cái dãy kẽm này nha. Còn một xíu xíu phía dưới này thì các bạn dừng lại nè. Sau khi mình ráp được hai cái bông hoa lại với nhau như thế này thì bây giờ mình sẽ gắn lên trên cái phần nắp phía trên của phần chậu nè. Thì đây là mặt phải nè, mình sẽ đâm từ trên mặt phải xuống, đâm vào giữa tâm của cái hình, tâm của cái nắp này nha. Ở phần phía dưới thì các bạn sẽ quấn cho mình một cái vòng. Các bạn sẽ bẻ cong cái phần đuôi này lại cho nằm sát vào cái phần trên của nắp chậu ở đây. Vậy là mình đã xong bông hoa phía trên và phần nắp chậu phía dưới. Bây giờ mình sẽ ráp cái phần phía trên này vào cái phần thân chậu phía dưới này. Ở cái phần chậu hoa thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái đoạn bìa cứng. Và cái vòng tròn bìa cứng này nó sẽ có đường kính bằng cái phần đáy của phần chậu hoa các bạn đã móc trước đó. Thì các bạn sẽ dùng keo nến và dán cái phần vòng tròn bìa cứng mà các bạn cắt được vào dưới phần đáy của phần chậu hoa như thế này. Thì mục đích dán cái vòng tròn bìa cứng này là để cho cái phần đáy chậu nó được bằng phẳng như thế này nha mọi người. Đây. Để khi chúng ta ráp cái phần thân trên của phần chậu nè, khay bông vào á, thì cái phần chậu này khi chúng ta để lên mặt bàn thì nó sẽ không bị chông chênh nha. Đây là sau khi mình đã ráp xong rồi nè, mình đã dán cái phần bìa cứng vào rồi, thì bây giờ mình sẽ nhét cái phần bông gòn vào phía trong nha. Ở đây thì mình sẽ nhét trước một ít nè. Sau khi nhét trước một ít như thế này rồi á, thì mình sẽ tiến hành khâu cái phần nắp chậu vào phía trên
Ở đây thì phía dưới phần nắp chậu này mình đã có xịt một ít cái phần keo nén lên phía bên trên cái đoạn mà kẽm mà mình bẻ cong lại á, để cho cái đoạn kẽm này nó được dính vào trên phần nắp này cho phần bông nó được cố định hơn nha. Thì sau đó thì mình sẽ ráp cái phần nắp vào cái phần chậu phía dưới. Thì khi mà các bạn móc cái hàng mũi nửa kép á, thì các bạn sẽ móc vào chân phía ngoài, thì chúng ta sẽ còn lại một cái vòng chân phía trong ở trong phần chậu nè. Bây giờ chúng ta sẽ ráp lần lượt. Mình sẽ đâm kim vào cái chân phía trong của phần chậu ở đây. Và ở phía bên này thì mình sẽ đâm kim lần lượt vào cái chân móc phía trên này nha. Ở trên này mình sẽ đâm kim xuyên qua hai chân móc luôn. Tiếp tục ở cái chân móc tiếp theo thì ở trên này mình cũng sẽ đâm vào chân móc tiếp theo của cái vòng nắp phía trên nè. Như vậy. Tương tự ở chân móc tiếp theo nha. Đâm kim phía dưới này và phía trên này mình cũng sẽ đâm kim vào chân móc tiếp theo của cái vòng tròn phía trên và kéo lên qua. Sau khi mình lần lượt khâu như vậy cho đến khi còn cách tầm 1 cm nữa thì phần hai phần mép này nó sẽ liền lại với nhau á, thì mình sẽ chừa một đoạn nhỏ như thế này để nhét thêm cái phần bông vào nha mọi người. Và khi mình nhét xong cái phần bông rồi á thì mình sẽ tiến hành khâu tiếp phần mép còn lại. Ở đây thì mình đã khâu xong cái phần mép phía bên này, bây giờ mình sẽ giấu cái phần len thừa này đi nha. Thì đây mình sẽ đâm kim vào những cái mũi khâu trước đó. Sau đó thì mình sẽ xỏ xuyên qua cái phần chậu hoa như thế này. Kéo phần len thừa vào phía mặt trong. Tiếp tục đâm kim vào chân móc này, các bạn sẽ đâm xuyên qua. Sau đó thì mình sẽ cắt cái phần len thừa này đi nha. Sau khi cắt xong phần len thừa thì mình cũng đã hướng dẫn xong cho mọi người cách móc một cái mẫu chậu hoa mini để bàn rất là dễ thương như thế này. Thì bây giờ các bạn sẽ để cái phần chậu hoa lên như thế này nè, mà các bạn thấy cái chậu hoa nó nghiêng về phía bên nào á, thì các bạn sẽ điều chỉnh cái phần cành hoa phía trên này, bẻ cho cái cành hoa nó được thăng bằng, thì cái phần chậu phía dưới nó cũng sẽ đứng thăng bằng hơn nha mọi người, nó sẽ không bị chông chênh nha. Thì vậy là mình đã hướng dẫn xong cho mọi người cách móc một cái mẫu chậu hoa mini để bàn rất là dễ thương như thế này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài hướng dẫn của mình và hẹn gặp lại mọi người trong bài hướng dẫn lần sau nha. Bye bye.